Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dự thảo luật dữ liệu gây lo ngại cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Giới công nghệ Mỹ cảnh báo luật sắp ban hành của Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn. Theo đó, VOA cho hay các công ty công nghệ Hoa Kỳ đã cảnh báo chính phủ Việt Nam rằng dự thảo luật thắt chặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và giới hạn chuyển dữ liệu ra nước ngoài sẽ hạn chế các nền tảng truyền thông xã hội và các nhà điều hành trung tâm dữ liệu tăng trưởng làm ăn tại Việt Nam. Và đây là hình bài trên VOA. VOA nhắc lại, Việt Nam với dân số 100 triệu người là một trong những thị trường lớn nhất thế giới cho Facebook và các nền tảng trực tuyến khác đang đặt mục tiêu tăng trưởng theo cấp số nhân cho ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu của mình bằng cách đầu tư nước ngoài trong những năm tới. VOA dẫn lời ông Jason Osman, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, một hiệp hội thương mại đại diện cho các công ty công nghệ lớn, bao gồm Meta, Google và nhà điều hành trung tâm dữ liệu Equinix nhận xét, dự thảo luật sẽ khiến các công ty công nghệ, nền tảng, truyền thông xã hội và nhà điều hành trung tâm dữ liệu gặp khó khăn trong việc tiếp cận những khách hàng phụ thuộc vào họ hàng ngày. Trong khi đó, theo VOA, các quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết, dự thảo luật đang được thảo luận tại Quốc hội cũng được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiếp cận thông tin và được Bộ Công an thúc đẩy. Tuy nhiên, Bộ Công an và Bộ Thông tin không trả lời các nỗ lực liên quan qua email và điện thoại. VOA cho biết, theo chương trình của Quốc hội vốn có thể thay đổi, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về luật trong phiên họp kéo dài một tháng này và dự kiến sẽ thông qua vào ngày 30 tháng 11 nếu đủ điều kiện. Các quy định hiện hành của Việt Nam đã hạn chế việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới trong một số trường hợp, nhưng chúng hiếm khi được thực thi. VOA cũng cho biết, không rõ luật mới nếu được thông qua sẽ tác động như thế nào đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Một phiên họp biểu quyết luật của Quốc hội. VOA trích dẫn hãng tin nước ngoài vào tháng 8 cho biết rằng, Google đang cân nhắc thành lập một trung tâm dữ liệu lớn ở miền Nam Việt Nam trước khi dự thảo luật vừa kể được trình lên Quốc hội. Công ty nghiên cứu BMI cho biết Việt Nam có thể trở thành một tác nhân lớn trong khu vực trong ngành trung tâm dữ liệu, trong khi các hạn chế về quyền sở hữu của nước ngoài sẽ kết thúc vào năm tới. Trong số các điều khoản của dự thảo luật, có việc phải xin phép trước khi chuyển ra nước ngoài, dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng vốn đang được định nghĩa mơ hồ ông osman nhận định điều đó sẽ cản trở hoạt động kinh doanh của nước ngoài vẫn theo voa các công ty công nghệ và các công ty khác ủng hộ luồng dữ liệu xuyên biên giới để cắt giảm chi phí và cải thiện dịch vụ nhưng nhiều nơi bao gồm liên hiệp châu âu và trung quốc đã hạn chế các hoạt động chuyển giao đó nói rằng điều đó cho phép họ bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư và thông tin nhạy cảm theo dự thảo luật các công ty sẽ phải chia sẻ dữ liệu với Đảng Cộng sản của Việt Nam và các tổ chức nhà nước trong nhiều trường hợp vốn được định nghĩa mơ hồ kể cả trường hợp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể vì lợi ích công cộng. Ông Osman cho biết, ngành công nghiệp công nghệ Hoa Kỳ đã nêu lên mối quan ngại với chính quyền Việt Nam về việc mở rộng quá mức quyền truy cập dữ liệu của chính phủ. VOA dẫn lời ông Adam Steckhoff, giám đốc điều hành của phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho rằng luật mới sẽ gây ra những thách thức đáng kể về tuân thủ đối với hầu hết các công ty tư nhân, đồng thời lưu ý các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thuyết phục chính quyền xem xét lại quá trình lập pháp vội vã đối với luật này. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Con đường hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng của Việt Nam trong thế kỷ 21. Vai trò của Tô Lâm trong một bước ngoặt toàn cầu. Ngày 5 tháng 11, luật sư Vũ Đức Khanh có bài viết Bình về tương lai chính trị Việt Nam khi thế giới chứng kiến một cuộc cạnh tranh gay gắt về tư tưởng giữa dân chủ và độc tài, Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam sẽ chấp nhận các nguyên tắc dân chủ và vạch ra con đường hướng tới hiện đại hóa và bao dung hay sẽ bám víu vào quá khứ độc tài cứng ngắc? Khi các rủi ro ngày càng lớn, quyết định của Tô Lâm có thể hoặc ổn định tương lai của Việt Nam hoặc đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn. Gánh nặng quyền lực, tiến thoái lưỡng nan của Tô Lâm trong Việt Nam hiện đại, khi các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ gia tăng và căng thẳng khu vực leo thang, nhiệm kỳ của Tô Lâm không hề an toàn. Việc ông gần đây nhường chức chủ tịch nước cho Lương Cường, một nhân vật liên kết với Trung Quốc, báo hiệu rằng cấu trúc từng đồng nhất của đảng đang bị rạn nứt. Với các phe phái đối lập tranh giành quyền lực và một công chúng ngày càng lớn tiếng về nhu cầu thay đổi, Tô Lâm phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: duy trì hệ thống lỗi thời hoặc chấp nhận con đường cải cách để phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt Nam. Cuộc chơi quyền lực Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ với lý tưởng dân chủ, đại diện cho mô hình tăng trưởng kinh tế và tự do cá nhân, phù hợp với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam và thế hệ trẻ khao khát cơ hội ở nước ngoài và thịnh vượng tại quê nhà. Tuy nhiên, việc chấp nhận phương Tây không phải không có rủi ro, vì nó đòi hỏi phải đánh giá lại các cấu trúc chính trị vốn đã ăn sâu. Cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang định hình lại các liên minh trên khắp châu Á. Đối với Việt Nam, câu hỏi này mang tính sống còn: liệu quốc gia có thể bảo vệ chủ quyền và độc lập? trong khi vẫn tham gia vào nền kinh tế và chính trị toàn cầu hay không. Tại đây, Tô Lâm có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách chọn đứng về mô hình dân chủ và điều đó có thể tái định hình tương lai của Việt Nam, con đường tiến lên hứa hẹn của tự do, dân chủ và thịnh vượng. Sự chuyển đổi của Việt Nam sang một xã hội tự do, dân chủ và thịnh vượng mang lại một tầm nhìn thay thế cho mô hình độc tài đã thống trị trong nhiều thập kỷ, chuyển hướng sang dân chủ không chỉ cải thiện hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới và cuối cùng nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân. Đối với Tô Lâm, việc ủng hộ sự chuyển đổi này có thể là một cứu cánh. Thay vì nắm giữ quyền lực bằng cách gây sợ hãi, ông có thể đảm bảo di sản của mình bằng cách đứng về phía nguyện vọng của người dân và dẫn dắt đất nước vào một thời đại cởi mở và cải cách. Sự chuyển đổi này có thể giúp ông không trở thành một nhà độc tài mà là một nhà lãnh đạo thực dụng. Tô Lâm như một chất xúc tác cho sự thay đổi, vai trò của một nhà lãnh đạo thực dụng. Nếu Tô Lâm thực hiện một cách tiếp cận mang tính cách mạng, ông có thể trở thành nhiều hơn một nhà lãnh đạo chính trị. Ông có thể được nhớ đến như là người mở đường cho sự hiện đại hóa của Việt Nam bằng cách hướng Việt Nam tới một xã hội cởi mở hơn. Tô Lâm không chỉ đáp ứng những yêu cầu của một thế giới hiện đại hóa, mà còn lắng nghe tiếng nói của người dân Việt Nam, những người ngày càng kêu gọi tự do chính trị, cơ hội kinh tế và tự chủ cá nhân. Qua đó, ông cũng nâng cao vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, tạo nên một mô hình chuyển đổi dân chủ thành công trong một khu vực thường bị chi phối bởi các chế độ độc tài. Kết luận, sự tiến hóa tất yếu của Việt Nam trong một thế giới mà mọi người ngày càng nhận thức rõ và yêu cầu quyền lợi của mình việt nam không thể là một ngoại lệ đối với tô lâm đây là thời khắc của sự phán xét nếu ông chọn ủng hộ cải cách và đứng về phía các nguyên tắc dân chủ ông có thể nổi lên như một người tiên phong người dẫn dắt việt nam vào một kỷ nguyên phát triển và tôn trọng trên trường quốc tế nếu tô lâm nắm bắt được khoảnh khắc này ông có thể dẫn dắt việt nam tới một tương lai sáng hơn tự do hơn và thịnh vượng hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Con đường hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng của Việt Nam trong thế kỷ 21. Vai trò của Tô Lâm trong một bước ngoặt toàn cầu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới